Xin chào các bạn, hôm nay Võ Thông về hang và đặc biệt có cái size nhỏ này rất là tuyệt vời. Tại vì bình thường mình canh cái size này để lấy hàng bán nhưng mà không có. Cái size này thường khá hiếm các bạn. Đó là cái Võ Thông mà loại xử lý của bên nước ngoài, đó là Ochita, đó là hàng nhập khẩu. Và các bạn thấy hình bông lan rất là rõ ràng, ý là nó nói là đây là dùng cho hoa lan rất là best, rất là tốt. Ochita và loại này là nó là 3.3 đến 6 mm các bạn. Nó là dạng rất là nhỏ. Cái nhỏ này nó làm được cái gì các bạn? Thì Mai Quy sẽ cùng phân tích với chúng ta và chúng ta sẽ biết nó hay thế nào ha. Thứ nhất là Võ Thông nhỏ này mình đã từng gặp cái loại Võ Thông này, nhưng nó là Việt Nam, nó làm từ cái vỏ Võ Thông, cái vỏ như cái bánh chén các bạn. Thì không được các bạn. Cái đó nó không có cái gì giữ ẩm hút nước như trên. Và nó bén lắm các bạn, nó rất là bén, nó làm cho cây trồng chúng ta sẽ bị tình trạng chém rễ. Mình thấy những cây trồng trên đó là coi như là trồng chán lắm, không phát triển gì hết. Mình thấy những người bạn mình trồng, họ mua Võ Thông đó cực kỳ rẻ các bạn, rẻ như cho. Nhưng cái đó là không tốt, mình nói luôn nha, cái đó nó bén và nó không có giữ ẩm được. Đây là Võ Thông này, nó xử lý từ cái lõi thông bên trong và nó đã được xử lý lấy cái nhựa thông nóng và độc hại ra ngoài. Nó chỉ còn lại là cái nhựa sau Võ Thông mà rất là xốp các bạn. Bóp vô chúng ta sẽ thấy là nó có độ đàn hồi rất là cao. Đây là lõi thông phía trong, không hề có vỏ. Các bạn nhìn kỹ nha, không hề có vỏ. Đây, mình sẽ quay cái máy quay chút xíu nha, nó hơi bị chói các bạn. Thì cái Võ Thông này chúng ta khi mà cái size nhỏ này nè thì chúng ta trồng là chúng ta rải trên bề mặt. Rải trên bề mặt là tuyệt vời, nó sẽ rất là đẹp. Nó đẹp cái bề mặt các bạn. Nó đẹp bề mặt. Cái thứ hai nữa là cái Võ Thông này nó giữ ẩm rất là tốt. Nó kín bề mặt, nó làm cho không có bốc hơi nước cái bề mặt lên. Và chúng ta sử dụng cái này thì nếu chúng ta sử dụng những cây mà rễ nhuyễn như là những cây Peru, những cây nước Peru, những cây hồ điệp, không xin lỗi, những cây vũ nữ rễ nhuyễn, hay là những cây cát lay da rễ nhỏ nhỏ rất là tốt. Ví dụ như chúng ta dùng những cây vũ nữ này nè, rồi chúng ta dùng những cây giả hạt này là thôi thì tuyệt vời luôn. Chúng ta thấy rõ ràng trồng xe dừa bích luôn chứ đừng nói hở, mà trồng Võ Thông này thì thôi không có gì để bàn. Rồi chúng ta có thể trồng những cây dendro. Thì cái loại mà nhụy nhuyễn này thì chúng ta có thể trồng những cây rễ dừa dừa như vậy mình nói. Còn những cây bự như là ngọc điểm, hồ điệp thì mình thấy nó cũng trồng được nhưng có lẽ không phù hợp lắm. Tại vì là nó khá là bị kín và rễ cây nó đi len lỏi không được tốt. Nhưng mà chúng ta trồng những cây mà rễ nhỏ thì nó là rất là tuyệt vời. Đảm bảo các bạn luôn, các bạn sẽ thấy chất lượng của nó khi trồng Võ Thông này. Nhưng các bạn nhớ nha, một điều là chúng ta phải làm sao ở giữa và ở cuối là phải bít. Nói chung là thí dụ như ở dưới đáy chúng ta trồng cái Võ Thông cỡ ngón trỏ, rồi lớn lên lên nữa là cỡ ngón út, xong rồi phía trên nữa là Võ Thông này. Và chúng ta bít làm sao là bề mặt nó bằng và nó không bị tụt chất trồng xuống dưới đáy là mất đi là uổng lắm. Võ Thông này không hề rẻ các bạn, nhưng chúng ta mua một tí thì có ngày Võ Thông này rất là nhiều hơn Võ Thông kia rất là nhiều. Và Võ Thông này chúng ta về thì chúng ta nếu cưng thì chúng ta ngâm nước một đêm xong rồi chúng ta trồng như vậy thôi, rất là dễ dàng. Có bencona ngâm hàng tốt. Thì mình sẽ lấy một nắm này để mình rải trên bề mặt của một số cây như là cây kiếm cho bạn coi ha, các bạn sẽ thấy rất là đẹp. Đây các bạn thấy, đây bình thường Võ Thông như vậy cũng là đạt chuẩn rồi đúng không các bạn, nhưng nó là size cũng lớn hơn size này nhiều. Đây các bạn thấy ha, bây giờ mình rải trên bề mặt này các bạn thấy là nó xinh đẹp thế nào. À, các bạn thấy không, mình chỉ cần rải lên một cái thôi là nó là tạo cái thẩm mỹ rất là cao luôn các bạn, thẩm mỹ rất là cao và nó giữ ẩm trên bề mặt rất là tốt. Cái chậu kiếm này ngay ra bông đẹp quá, để chúc mình quay video. Rồi các bạn thấy đây là những Võ Thông mà mình trồng, các bạn thấy không? Nếu mà chúng ta trồng mà vỏ bự thì nó sẽ nhìn nham nhở vậy, nó không có tốt các bạn, nó không có đẹp, không có đẹp à. Nếu mà trong mùa nắng thì nó sẽ bốc hơi nước hết các bạn.
Bây giờ chúng ta phủ một lớp mỏng lên là các bạn thấy là tình hình nó sẽ khác biệt liền, cực kỳ đẹp. Và cây các bạn sẽ bốc, có chuyện bốc. Và đặc biệt là chúng ta sẽ tạo cái thẩm mỹ rất là cao. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video về vỏ thông nhập khẩu chuyên nghiệp, chuyên để trồng lan, và đặc biệt là cực nhỏ, size nhỏ nhất của hiện tại bây giờ, rất hiếm hàng, bình thường đặt mua không có. Hôm nay thì cũng có một ít thôi, thì sau này nếu mà hết hàng thì mong các bạn thông cảm ha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn và xin chào các bạn.